gái thì nhớ tháo cặp tóc này, tháo buộc tóc. Còn bạn nào đang mặc áo khoác thì chúng mình nhớ cởi áo nhé. Cô chúc các con ngủ trưa thật ngon giấc. Chuyện Cuộc phiêu lưu của công chúa Zara, nhà xuất bản Phụ nữ. Công chúa Zara và quái thú đuôi nhọn. Công chúa Zara xinh đẹp, tốt bụng và thông minh, nhưng cô luôn sợ hãi mọi vật. Vua cha và hoàng hậu rất lo lắng và không biết làm cách nào để cô mạnh mẽ, dũng cảm lên. Mỗi đêm, hoàng hậu, mẹ của cô thường ở bên cô và hát một bài hát đặc biệt để đuổi lũ quái vật đi. Không có con quái vật xấu xa nào đêm nay được tới gần công chúa của ta, ngủ ngoan nào. Con yêu bé bỏng, ngủ ngoan nào. Chúng ta sẽ đuổi lũ quái vật xấu tránh xa. Nhưng một ngày nọ, chơi đùa nhiều, công chúa Zara mệt quá đã ngủ thiếp đi, không kịp nghe hoàng hậu hát ru. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng ai đó sụt xịt. Cô tỉnh giấc, vô cùng sửng sốt và sợ hãi khi thấy một con quái vật đang ngồi bên mép giường của cô. Quá hoảng sợ, cô thậm chí không kêu lên được. Con quái thú vẫn tiếp tục khóc mà chẳng để ý gì đến công chúa Zara. Thủ hết can đảm, cuối cùng cô cũng cố thì thào. Xin lỗi, cậu là ai vậy? Con quái vật nhìn cô rồi trả lời trong nước mắt. Tên tôi là Pocky Bánh Đào. Pocky Bánh Đào? Cô hỏi lại. Đó có phải là cái tên thích hợp cho một con quái vật không? Không, Bánh Đào rền rĩ. Không phải thế. Tôi có những người bạn, Grun xương khô và Crunch bóng ma. Nhưng mẹ tôi đặt tên tôi là Pocky Bánh Đào. Công chúa Zara cảm thấy con quái vật thật là đáng thương. Nhà ngươi trông rất to lớn và đáng sợ, nên cái tên đó không sao cả. À, tôi sẽ không còn đáng sợ nữa đâu. Cái đuôi nhiều gai nhọn của tôi đang rụng rồi. Công chúa Zara nhìn cái đuôi dài của Bánh Đào. Nó thật là dài và có nhiều lỗ lốm đốm nơi những chiếc gai nhọn đã rụng đi. Cô nói, đừng lo lắng gì, Bánh Đào à, ta sẽ giúp ngươi nối lại những chiếc gai. Bánh Đào nhìn cô hồ nghi. Cô sẽ giúp ta sao? Nhưng giúp thế nào? Mẹ ta thường bôi một loại kem lên tóc của ta để chúng mọc dài hơn. Cái đó ta có thể sẽ giúp được ngươi. Rồi cô lấy kem bôi lên đuôi của Bánh Đào và nhắc Bánh Đào đêm mai nhớ tới để bôi kem. Đêm hôm sau, khi hoàng hậu định hát ru cô, công chúa Zara nói, thôi mẹ ơi, con không cần mẹ hát ru con đêm nay đâu. Ngạc nhiên và vui mừng, hoàng hậu đồng ý. Công chúa Zara thức đến nửa đêm chờ Bánh Đào. Nhưng khi Bánh Đào đến, nhìn nét mặt nó lại không vui. Những cái gai của tôi vẫn đang rụng đi, Bánh Đào nói. Cái đuôi của nó đã rụng nhiều gai hơn so với đêm qua. Đừng lo, Bánh Đào, công chúa Zara nói. Ta có một sáng kiến khác. Cô dẫn Bánh Đào ra ngoài qua cửa sổ, chui vào ống thoát nước, rồi đi vào rừng. Vào trong rừng, họ gặp ngài nhím. Xin chào ngài nhím, công chúa Zara nói. Đây là Bánh Đào đuôi gai. Ông làm ơn cho cậu ấy mượn những chiếc gai nhọn cho đuôi của cậu ấy được không? Tất nhiên là được rồi, ngài nhím nói, rồi cho Bánh Đào mượn vài chiếc lông nhọn. Công chúa Zara và Bánh Đào trở về phòng của cô trong lâu đài, và cô bắt đầu gắn những chiếc lông nhọn của ngài nhím vào đuôi của Bánh Đào. Ngày mai,
ngươi nhớ quay lại đây nhé. Chúng ta sẽ xem chúng có còn ở đây hay là sẽ rụng đi mất. Cô nói. Đêm hôm sau, khi bánh đào tới, công chúa Sarah vội vã hỏi bánh đào về kế hoạch đêm qua liệu có hiệu quả không? Không, bánh đào trả lời và buồn rầu cho cô xem cái đuôi đã rụng đi nhiều gai nhọn hơn đêm qua. Đừng lo, bánh đào, ta có một ý này, cô nói. Sau đó, cô dẫn bánh đào treo qua cửa sổ, chui vào ống dẫn nước, đi về phía ngọn núi tìm ngai rồng. Công chúa nói, ngai rồng ơi, ngài làm ơn giúp chúng tôi được không? Các người cần gì? Ngài rồng gầm gừ. Chúng tôi muốn biết bí mật về cái đuôi dài và nhiều gai nhọn của ngài, để chúng tôi có thể làm một chiếc đuôi gai nhọn như vậy cho người bạn này của tôi, cô nói và chỉ vào bánh đào. Ồ, quá dễ, ta chỉ uống loại thuốc này thôi. Nó do phù thủy cát pha chế riêng cho mình ta thôi. Đây, vẫn còn một ít đấy, ngài rồng nói và đưa cho công chúa Sarah chai thuốc. Họ cảm ơn ngài rồng và trở lại lâu đài. Đêm hôm sau, khi bánh đào quay lại, nó hét lên vui sướng. Chúng mọc lên lại rồi này, những chiếc gai nhọn của tôi đang mọc trở lại. Công chúa Sarah lại gần kiểm tra và nhìn thấy những chiếc đuôi nhọn dài đúng là đang mọc ra rất nhiều từ đuôi của bánh đào. Cảm ơn cô nhiều lắm, công chúa Sarah. Không có cô thì tôi không thể nào có được cái đuôi gai này. Cô đúng là một cô công chúa dũng cảm và tốt bụng, rất sẵn lòng giúp đỡ một con quái thú khi cần thiết. Công chúa Sarah đỏ bừng mặt vì lời khen ngợi của bánh đào, và họ đã ăn mừng suốt cả đêm. Từ đó, công chúa Sarah không bao giờ sợ điều gì nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé. Thank you.
Thank you.